phổ cập đám mưa lạnh rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí tri vẹn toàn. Nhà Nam Mô Phật Thầy, trước kia con cung thỉnh ngài đi. Trước giảng bài học hôm nay con xin được đọc chánh kinh. Kinh Tiểu Bộ Khuttaka Nikaya Iti Vuttaka chương 3, ba pháp phẩm 2, bài 52. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba căn này, thế nào là ba? Vị chi chi căn, chi căn, cụ chi căn. Căn tức là tôi sẽ biết điều chưa được biết, căn về sự biết, căn của người đã biết. Này các tỳ kheo, có ba loại căn này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Vị cứ học, học tập, đi theo con đường thẳng trong sự diệt tận. Chí thứ nhất khởi lên, từ đó không gián đoạn. Tiếp theo là chân trí. Chính từ chân trí ấy đạt được sự giải thoát, chắc chắn vị như vậy. Là vì có chánh trí giải thoát ta bất động, nhờ diệt hữu kiết xứ, vị đầy đủ các căn chắc chắn được an tịnh và ưa thích con đường đưa đến sự an tịnh, mang thân thể cuối cùng sau khi đánh bại được ác ma với con voi, được cưỡi khi lâm trận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và Nam Mô Thút Tha Giá, thay mặt đại chúng trong Rome, con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tề Siêu Từ Bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Thút Tha Giá, và con xin được thành kính cung thỉnh ngài Tề Siêu ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử, quý tu nữ. Kính bạch thưa, kính thưa quý vị, hôm nay kết thúc bài học bài kinh gọi là In Thứ Giác Xuất Tác, bài kinh số 60 62, ở trong Iti Vuttaka tiểu bộ. Ở đây có ba căn Indriya, Pinimani, Pikuve Indriyani. Ba căn ở đây là ba cái trí tuệ đạo quả, ba loại trí tuệ đạo quả. Nói đến căn, tại vì dịch theo xưa đó, thì gọi là căn. Nhưng mà chữ Indriya phải chỉ là quyền. Thí dụ như nói 22 quyền, ba quy sách tinh vi giác là 22 quyền, hay là nói đến ngũ quyền phân chinh vi giác, thì theo trong A Tỳ Đàm, trong thắng pháp
thì có tất cả là 22 quyền. Thì có 4 quyền thuộc về chi pháp, thuộc về tâm sở trí tuệ. Và nhìn thì giá tuệ quyền. Này nhá, tay nhá, xa mi chinh rì giá, là tri vị tri quyền. Anh dinh rì giá, là dĩ tri quyền. Và anh nhà ta huynh rì giá, là cụ tri quyền. Thì tuệ quyền là nói chung, tức là cái tâm sở trí tuệ và nhìn ri giác chia tay sức cá, tâm sở trí tuệ mà hiệp ở trong cái tâm dục giới tịnh hảo hợp trí, sở hữu trí tuệ hiệp ở trong 27 tâm đấu đại, và tâm sở trí tuệ mà hiệp ở trong 40 tâm sự thế. Thì ở đây ba quyền mà Đức Phật Ngài giảng trong bài kinh Rì Giác Sức Tăng, mà trong ý thức của tất cả như thị thuyết của tiểu bộ kinh đây, là Đức Phật Ngài chỉ đề cập đến cái trí tuệ siêu thế mà thôi. Cho nên cái này cũng dễ hiểu, không có khó. Nhưng mà tại vì theo xưa đó không có giải nghĩa, hoặc là giải nghĩa nhưng mà không có dựa theo thắng pháp ở phía thầm bác phía tất cả, cho nên chúng ta khó hiểu. Khi nói này các tỳ kheo có ba căn này, thế nào là ba vị tri đương tri căn, tri căn cụ tri căn, thì Mẫu Ngọc giải thích là vị tri đương tri căn là tôi sẽ biết điều chưa được biết. Tri căn là căn về sự biết, và cụ tri căn là căn của người đã biết. Có ba loại căn này, này các tỳ kheo. Thế thưa quý vị, thật ra nó không phải là khó lắm à. Chúng ta sẽ hiểu dần dần. Bây giờ chúng ta không có cần phải giải thích nhiều. Ở trong thuyết giải thì chúng ta chỉ giải thích cái phần này nhà tác. Ananya tanyasamiti indriya indriyanti. Anagata namatam magge ge sangsare ananya tang anati ketang amatapadam chất tu sách chất thầm mát mê quá qua chân ít xa mê tí và chỉ bà nát xa im nà của tập thà ghê nà và bà năng in rì dân. Chúng ta bỏ qua những cái câu đó đi, chúng ta chỉ cần lấy cái câu sau chúng ta hiểu rồi. Sô ta bà tí mắc gá bà nhà dê tăng ả tí bà chân năng
cái gọi là vị trí đương tri căn đó, hay gọi là vị trí quyền. Ở đây là ám chỉ, Athivacchana năng là ám chỉ, ám chỉ cho trí tuệ đạo dự lưu, Sotapattimokkha Paññā, trí tuệ đạo dự lưu. Hay nói cách khác tức là trí sơ đạo, trí sơ đạo gọi là vị trí đương tri căn, hay gọi là vị tri quyền. Chữ vị là chưa, vị tri là trước. Khi một người, một chúng sinh phàm phu trong vòng sinh tử luân hồi thì chưa biết Niết Bàn là cái gì, chưa đạt đến Amitabha-đăng, tức là cái đạo lộ bất tử, hay là Niết Bàn đó, hoặc là chưa có hiểu biết cho túi sách sách chết thầm mềm á, thầm mắt mềm á, mềm quá qua cho nít xa mì tí. Chưa có biết được tứ đế, rồi khi mà vị này tu tập làm cho cái trí tuệ nó sanh khởi, biết Niết Bàn, biết cái chưa từng biết, trí tuệ mà biết Niết Bàn là cái chưa từng biết trong vòng sanh tử luân hồi đến bây giờ đó, thì như vậy được gọi là vị tri quyền, hay gọi là vị tri đương tri căn. Chữ căn ở đây chúng ta phải hiểu dịch từ chữ Indriya nó đồng nghĩa với chữ quyền. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ, một người đi trong đêm tối, họ chưa biết ở phía trước con đường là cái gì, nhưng mà khi có trời chớp lên, trời chớp một lần, ánh sáng hiện ra và người này thấy được, và cái ngôi nhà ở phía trước như vậy, cái việc mà thấy cái ngôi nhà ở phía trước do trời chớp trong đêm, trong đêm chuẩn bị mưa đó, người này thấy được những cái chưa từng thấy, tức là từ đầu hôm đến giờ chưa từng thấy, bây giờ nhờ có ánh chớp ở trên bầu trời mà người này thấy được. Cũng vậy, một người mà đã tu tập thiền quán và người đã chứng được sơ đạo, thấy đạo thứ nhất, thì khi mà sơ đạo sanh khởi thì trí tuệ sơ đạo đó biết được Niết Bàn là cái chưa từng biết. Ở đây không có nghĩa là các vị lưu ý bỏ qua cái câu mà tôi sẽ biết điều chưa được biết đó. Cái này nó hơi kẹt cho chúng ta.
Chúng ta bỏ cái câu đó, chúng ta chỉ hiểu như thế này: vị trí đương tri căn hay là vị trí quyền là cái trí tuệ biết hay chưa từng biết, tức là cái trí tuệ tỏ ngộ niết bàn mà chưa từng được tỏ ngộ trong suốt dòng sanh tử luân hồi, mới lần đầu tiên thôi. Thì như vậy ám chỉ cho sơ đạo Pathama Magga hay là Sotapatti Magga, bốn cái cây thanh. Thực ra khi mà chúng ta nói đến tri căn đó, nói như vậy là chúng ta sẽ không có hiểu chữ anh nhìn tri giác, tức là dĩ tri quyền. Dĩ tri là đã biết, dĩ tri quyền tức là cái trí tuệ chứng ngộ niết bàn mà đã biết rồi, tức là kể từ cái trí tuệ sơ quả Sotapatthipala cho đến cái trí tứ đạo hay là A La Hán đạo Arahata Magga, sáu cái trí đó được gọi là dĩ tri quyền. Như ví như một người cũng đi trong đêm tối, sau khi trời chớp lần thứ nhất, người này thấy được cái ngôi nhà ở phía trước, rồi cái ánh chớp đó vụt tắt, cho đến ánh chớp thứ hai, lần thứ hai sáng lên, ánh chớp lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lóe lên, thì người đó tiếp tục đi trên con đường đó. Cứ mỗi một bước đi như vậy đó, cứ vài bước là họ nương theo cái ánh sáng của trời chớp lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, họ thấy cái ngôi nhà đó thêm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Cái biết đó đó gọi là biết cái đã từng biết. Khi nãy lúc mà trời chớp đầu tiên biết rồi, cũng như niết bàn đã hiểu, đã thấy lần đầu tiên khi mà đắc được sơ đạo. Cho nên khi mà đắc sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả và tứ đạo, thì những cái biết đó, biết niết bàn đó được gọi là biết cái đã biết. Như vậy cái này chúng ta gọi là dĩ tri quyền, hay là trong bản dịch ở đây chỉ dịch tóm tắt là tri căn, là căn về sự biết. Cho nên nếu mà chúng ta nói căn về sự biết thì nó chưa có rõ nghĩa, thưa quý vị. Nói là dĩ tri quyền, hay ngài hòa thượng tịnh sự ngài dịch là dĩ tri quyền, biết cái đã biết. Đó là chỉ cho cái tuệ tu được quần quả, tư đà hàm đạo, tư đà hàm quả, a na hàm đạo, a na hàm quả, a la hán đạo. Trí đó, cái trí tuệ đó là cái căn thứ hai. Biết nói như thế này quý vị có hiểu được không ạ? Các vị đừng có nghĩ rằng học kinh tạng dễ. Khi mà học kinh tạng mà chúng ta không có được trang bị cho cái kiến thức
Thánh Pháp A Tỳ Đàm thì chúng ta chỉ nương vào từ là chúng ta không hiểu được đâu, không hiểu rõ đâu. Ồ, tốt quá. Nếu nhờ chư Phật tử chúng ta hiểu được vậy là kể ra quý vị cũng có duyên. Rồi đến cái căn thứ, tuệ căn thứ ba đó. Tuệ căn thứ ba gọi là cụ tri căn. Ở đây dịch là căn của người đã biết, làm cho chúng ta rắc rối cái chỗ này. Thì ở đây chúng ta hiểu tóm tắt như thế này, đó là cụ tri quyền, tức là biết một cách viên mãn, biết một cách hoàn toàn đầy đủ toàn diện về phương diện giải thoát, trí biết đầy đủ toàn diện về phương diện giải thoát rồi. Thì đây là ám chỉ cho trí tứ quả hay là thánh trí quả A La Hán. Như vậy thì cái pháp siêu thế đó, pháp siêu thế chúng ta có 8 loại tâm siêu thế, là 4 tâm đạo và 4 tâm quả. Còn nếu mà chúng ta nói đến, chúng ta nói phân ra như thế này: sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả, là 8. Thì trí ở trong sơ đạo gọi là vị tri quyền, là biết cái chưa từng biết, tức là tỏ ngộ niết bàn lần đầu tiên. Rồi bắt đầu từ cái trí sơ quả cho đến cái trí tứ đạo đó thì gọi là dĩ tri quyền, tức là biết cái đã biết, tức là biết niết bàn thêm một lần thứ hai, thêm lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Rồi đến khi mà trí tứ đạo, trí tứ quả, tức là trí quả A-la-hán sanh khởi thì gọi là biết cụ túc, biết đầy đủ, biết trọn vẹn, thì chỉ cho cái trí tuệ của bậc A-la-hán, A-la-hán quả là trí cùng tột, là không còn cái việc gì nên làm nữa. Cũng giống như một người đi trong đêm tối, sau khi biết được ở phía trước có căn nhà do ánh chớp lần thứ nhất, rồi tiếp tục ánh chớp 6 lần nữa, từ lần thứ hai cho đến lần thứ bảy đó, ánh chớp 6 lần nữa thì người đó thấy rõ. Nhưng mà khi người đó vừa đến nơi thì trời đã sáng, đến nơi thì trời đã sáng. Và với cái ánh sáng, dưới ánh sáng mặt trời đó, thì người này ngắm nhìn, quan sát cái ngôi nhà với những cái chi tiết rõ ràng, không có thiếu sót, thì như vậy được gọi là cụ tri quyền, hay gọi là cụ tri căn. Thì như vậy đó, cái bài học này dễ, thì quý vị giảng 30 phút xong ngay rồi. Thì ở trong bài kệ của bài kinh này, Đức Phật đã dạy rằng vị hữu học, học tập. Vị hữu học ở đây là ám chỉ cho tu đường quần, tu đà hàm, ana hàm và đạo ba quả đó, cộng thêm tứ quả ở tứ đạo là 7. Bảy cái tâm là 4 tâm nhỏ và 3 quả hữu học, được gọi là 7 pháp hữu học. Vị hữu học học tập đi theo con đường thẳng ở trong sự diệt tận, trí thứ nhất khởi lên, từ đấy không gián đoạn. Không gián đoạn nghĩa là tiếp tục
Nhiều khi mà đắc được đạo quả, được sơ đạo đó, thì sơ quả sanh khởi liền, gọi là anantara kammapaccaya, tức là vô gián nghiệp duyên. Nghĩa là tâm sơ đạo vừa diệt thì tâm sơ quả sanh khởi liền. Thì từ cái trí thứ nhất khởi lên đó, rồi từ đấy sinh khởi sơ quả, rồi nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, không gián đoạn. Từ đấy không gián đoạn, tiếp theo là chân trí. Chính từ chân trí ấy đạt được sự giải thoát. Chắc chắn vì như vậy là vì có chân trí giải thoát, ta bất động nhờ diệt hữu kiết xứ, vị đầy đủ các căn. Những các căn ở đây phải là đầy đủ bốn cái tuệ quyền, đầy đủ ba cái loại tuệ quyền, tức là vị tri quyền, diễn tri quyền và cụ tri quyền đó. Chắc chắn được an tịnh và ưa thích con đường đưa đến sự an tịnh, mang thân thể cuối cùng sau khi đánh bại được ác ma với con voi, được ở khi lâm trận. Thì cái bài kệ này chỉ là tán thán những bậc thánh, hay là tám tháng thánh trí mà vị đó tu hành chứng đắc, không có khó thú vị. Cái gì cũng giải thích thêm cho các vị theo trong chú giải. Gatha su ở trong cái bài kệ đó, Sikkhama Nassa là ám chỉ cho Athisila Sikkhadayo, Sikkhama Nassa và Vetasa. Đối với vị mà đang tu học, đang tu tập, vì đó tu về tăng thượng giới, Athisila là tăng thượng giới, tăng thượng giới Athisila Sikha, chữ Adayo, chữ Adi là vân vân. Thay vì nói là Athisikha, Athisila Sikha, Athichitta Sila, Athichitta Sikha là tăng thượng tâm, tức là định samadhi. Athipanya tức là chân thượng tuệ. Còn cái chữ mà gọi là đi theo cái con đường chánh đó, đi theo con đường thẳng, chữ ú chú Magga Dusarino, ú chú Magga, ú chú Maggo Vuchati, con đường thẳng ở đây được gọi như vậy là chỉ cho Ariya Maggo, Vuchati Ariya Maggo được gọi như vậy tức là thánh đạo, hay nói cách khác gọi là con đường thẳng, tức là chỉ cho thánh đạo. Và những cái ý nghĩa khác á, thì chúng ta biết rằng ở trong lộ trình đắc đạo quả đó,
cái lộ trình đắc đạo quả thì để chứng đạo sinh khởi, liền theo đó là tâm quả, chúng đỡ liền theo đó là tâm quả. Cho nên cái niệm không có gián đoạn, không thể nào có trường hợp mà đắc đạo rồi cứ ngưng ngang, không đắc đạo quả, không đắc quả, không có cái sự kiện nó xảy ra, mà đắc đạo thì đắc quả liền. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu được khi mà một người đã chứng được vị tri quyền, tức là chứng chứng được sơ đạo đó, thì chắc chắn là phải là chứng sơ quả, là dĩ tri quyền. Nên đối với bậc tu đồ quần thì có hai loại trí, tức là vị tri quyền là tâm sơ đạo, và dĩ tri quyền là trí ở trong tâm sơ quả. Và với cái trí tuệ này, vị này cắt đứt được ba ký sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thân kiến ca giới đích thí ở đây tức là chỉ cho cái tà kiến, chấp ngã ở trong ngũ quẩn. Sắc thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Như thế thì được gọi là thân kiến, hoặc là sắc thọ tưởng hành thức là ta, ta là sắc thọ tưởng hành thức, trong sắc thọ tưởng hành thức có ta, trong ta có sắc thọ tưởng hành thức. Bốn nhân trên năm quẩn đó thì được gọi là 20 thân kiến, sắc cài giới đích thí. Thì cái trí mà vị tri quyền đó là đã đoạn tuyệt thân kiến, hoài nghi với chi cái cha, tức là hoài nghi tam thế, hoài nghi quá khứ, hoài nghi hiện tại, hoài nghi vị lai, hoài nghi phật, nghi pháp, hoài nghi tăng. Thì khi mình đã đắc chứng được sơ đạo, tu được bồ đạo rồi, đã đạt được cái gọi là vị tri quyền, thì cắt cái sự hoài nghi đó. Thứ ba nữa là giới cấm thủ, silapata upadana, silapata upadana, tức là cái sự chấp trì những cái tài giới, những cái giới cấm sai lệch, những cái giới cấm không đúng chân lý, hay là những cái giới cấm vô ích vô bổ, như là trách thủ về những cái nghi thức cúng tế, hoặc là những cái hiện tượng dị đoan, vân vân. Thì như vậy gọi là giới cấm thủ. Mà một vị đã đắc được thu được quần đạo rồi đó, thì cái trí tuệ của sơ đạo, hay gọi là vị tri quyền đó, là cắt đứt được giới cấm thủ đó. Một cái điều thứ hai là khi đắc tu được quần, sẽ đoạn trừ, sẽ tuyệt trừ được những cái mãnh lực của mãnh lực, tức là sức mạnh, đoạn trừ mãnh lực của phiền não tham sân si. Mặc dù vị tu được quần vẫn còn tham, còn sân, còn si, nhưng mà cái miễn lực đó đã được đoạn trừ. Đến nghĩa mà những cái những tham sân si, những cái phiền não còn sót lại đó, đối với vị tu quần không đủ khả năng để tạo ra
cái thức tái sanh cho vị ấy xuống bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, không đủ. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng trong 10 kiết sử vị Tu Đà Vương mới có dự trừ 3 kiết sử, thế là tham sân si vị đó vẫn còn. Chúng ta nói như vậy mà chúng ta không có nhấn mạnh, không có giải thích kỹ lưỡng thì chúng ta hiểu lầm là vị Tu Đà Vương cũng giống như mình, giống như phàm phu mình vẫn còn tham sân si. Không phải, chúng ta phàm phu thì tham sân si đó nó còn có mãnh lực để nó xua khiến cho chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay nói đâm thọc, nói độc ác, nói vô ích. Để rồi chính tham sân si đó, ác nghiệp đó đưa chúng ta xuống cõi khổ, cõi bất hạnh là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Nhưng mà đối với vị Tu Đà Vương thì mặc dù chỉ mới có tuyệt trừ, mới có đoạn trừ thân kiến quyền dư kiến tâm thủ, mà những thứ phiền não còn lại là nó đã bị phá vỡ cái mệnh lực. Cũng giống như là vaccine mà chúng ta đưa chích tiêm vào người đó, thì vaccine đó là gì? Là những con virus, những con vi trùng. Nhưng mà những con vi trùng đó nó đã yếu rồi, nghĩa là nó không đủ sức để nó quật ngã, nó làm cho mình bệnh. Mà con vi trùng đó đưa vào để nó giúp cho cái kháng thể của chúng ta tập chống chọi với những con virus bệnh hoạn ở bên ngoài. Nếu mà nó có cơ hội nó lọt vào trong thân thể thì chúng ta đã quen. Cho nên những virus mà chúng ta tiêm vào người đó thì nó không có hại thôi. Rồi bị Tu Đà Vương đó còn có một đặc điểm nữa là những không tái sanh vào bốn cõi ác đạo, bốn cõi khổ. Mà ngay khi cả cái sự tái sanh trong cõi người, cõi trời dục giới, cõi vui đi nữa, thì vị đó đã tuyệt trừ được cái chủng tử tái sanh lần thứ 8 trở đi. Nghĩa là chỉ còn có cái thức tái sanh quá lắm là nhiều lắm là 7 lần nữa thôi. Sắc khai tung 7 lần nữa, không có luân hồi đến quá lần thứ 8. Điều này được nói ở trong bài kinh Ratanasutta. Khi nói đến Atthamamma Dhyanti, chữ A Dhyanti tức là thọ cái sự tái sanh, thọ sanh. Atthamamma tức là lần thứ 8, không có lần thứ 8, chỉ 7 lần thôi. Thì như vậy có 3 điều mà chúng ta phải nhớ là đắc quả Tu Đà Vương đó. Đắc đạo đắc quả Tu Đà Vương thì diệt trừ được 3 ký sử thân kiến huệ nghi duy cấm thủ, ngăn chặn vĩnh viễn không có rơi vào đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Phá vỡ cái thức tái tục, cái thức tái sanh 7 lần, lần thứ 8 chỉ 7 lần nữa thôi. Nhưng mà không có nghĩa là bắt buộc phải tái sanh 7 lần, không phải. Vị Tu Đà Vương có vị Epicchi tức là nhất chủng, là vị đó chỉ tái sanh còn 1 lần. Hay là Kolankara tức là tái sanh
đi chỗ này chỗ kia đó, đi vào cái khổ, cái sanh hữu này sanh hữu khác, chỉ trong xuống trong 6-7 lần nữa thôi. Chúng ta phải nhớ ba điều đó. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái loại mà giữ chi vị mà thuộc về nhị đạo nhị quả, tức là tu được quần tứ đà hàm đạo, tứ đà hàm quả. Ở bậc tứ đường hàm đạo, tứ đà hàm quả, trí tuệ trong đó đều được gọi là, được gọi là dĩ tri quyền, là biết niết bàn, là cái đã biết. Vị tứ đà hàm đó thì làm muội lược dục ái và sân. Đặc biệt hơn là vị tứ đà hàm ở vị tu đà vườn. Vị tu đà vườn như một vị thánh cư sĩ tu đà vườn, một tiểu thơ hay là một vị công tử, họ đã tu đà vườn rồi nhưng mà tới lớn thì họ cũng có gia đình, cũng có vợ có con, cũng thương yêu vợ thương yêu con, vậy dục ái thì vẫn còn, sân vẫn còn. Mặc dù dục ái và sân đối với vị tu đà vườn thì chỉ thể hiện qua cái lối sống của người sĩ hưởng dục thôi, nhưng mà không có tạo ác nghiệp. Còn đối với vị tu đà hàm á, thì dục ái và sân là giảm nhẹ ngay lúc bây giờ. Nếu có cái tư tưởng thì chỉ khởi lên cái tư tưởng thôi, chứ không có đi đến hành động như là ăn ở với vợ vân vân, không có. Rồi tư đường hàm làm muội lược dục ái và sân, tâm sinh của vị đó cũng vậy. Vị đó không có sầu muộn than khóc giống như là vị tu đà vườn. Ông cấp cô độc hơn Bồ Quý Sư Kha, khi con gái nó chết hay là Bồ Quý Sư Kha với ông ngoại nó chết á, thì vẫn còn buồn khổ. Nhưng mà đối với cái vị tứ đà hàm á, thì chỉ khởi lên một cái thoáng qua trong cái tư tưởng, thoáng qua cái tư tưởng thọ ương thôi, chỉ thoáng qua, cho nên giảm nhẹ dục ái và sân. Thì tất nhiên là đối với vị tứ đà hàm á, thì cũng không có cái sự tái sanh ở cõi khổ như là vị tứ đà hàm, vị tu đà quần vậy. Mà đặc biệt cái là vị đà hàm á, khi mà đã chứng được dĩ tri quyền lần thứ hai thứ ba đó, là vị này đã tuyệt trừ được cái chủng tử tái sanh nhiều đời, từ 2 đời trở lên là đoạn đoạn tuyệt cái chủng tử tái sanh đó. Vị này gọi là bậc nhất lai Sakadagami, tức là nếu còn cái sự tái sanh sau khi chết ở đây, vị này chỉ tái sanh một lần nữa thôi. Rồi nói đến đạo quả Anaham, tức là tam đạo tam quả, trí ở trong tam đạo tam quả cũng gọi là dĩ tri quyền. Nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng là mặc dù cũng gọi là dĩ tri quyền, biết cái đã biết, tức là biết cái bàn đã trước đây đã từng biết. Thế nhưng cái vị Anaham có một cái đặc điểm, thứ nhất là vị này tuyệt trừ được dục ái và sân. Tư đà hàm còn có
thoáng qua trong tư tưởng dục ái và sân hận, nhưng mà đối với vị A-la-hàm thì tuyệt trừ luôn. Nghĩa là một người cư sĩ mà đi đến chùa sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp và đã đắc A-la-hàm đó, như Hát Thác gia chủ 98 hay gia chủ Hát Thác Cá chẳng hạn, thì khi mình trở về đó, trở về nhà, thì vị đó không còn cái sự thích thú đối với cảnh sống gia đình, vị đó giữ bát quan cai trường, tức là cái phẩm hạnh của vị đó giống như là một người thọ bát quan vậy đó, giống người thọ bát quan, tức là không có sát sanh, không trộm cắp, không hành dâm, dù với vợ của vị, với chồng của vị, là bỏ cái tư tưởng dục đó, một cái sự sân hận cũng không có. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ, hiểu rằng cái quy lực của cái sức mạnh nội tâm của cái vị A-la-hàm đó có thể nhập diệt thọ tưởng định như vị A-la-hán vậy đó. Nếu mà vị A-la-hàm mà chứng được phi tưởng phi vi tưởng xứ thiền, đắc được thiền phi tưởng phi tưởng xứ, thì vị đó cũng giống như là bậc A-la-hán có thể mà Sanya Vedajita Nirodha Samapatti, nhập thiền diệt thọ tưởng định, tức là làm cho cái tâm không sanh, là chuyển đứng cái sự chuyển khởi của tâm pháp trong thời gian 7 ngày. Vị A-la-hàm được gọi là bậc Bất La Anagami, có nghĩa là vị này nếu ngay trong hiện tại chưa chứng quả A-la-hán, thì vị này sau khi mệnh trung sẽ đi thẳng vào cái cõi Phạm Thiên. Dù chưa đắc được thiền hiện thế, vị A-la-hàm chết ở đây cũng tái sanh về cái cõi Phạm Thiên sơ địa. Còn nếu đắc được sơ thiền thì sanh lên cõi Phạm Thiên sơ thiền, đắc được nhị thiền tam thiền thì vị A-la-hàm sanh lên cõi nhị thiền, và đắc được tứ thiền thì sanh lên cõi Phạm Thiên sắc giới tứ thiền. Nhưng nếu như đắc ngũ thiền sắc giới thì vị A-la-hàm chết không sanh về quả quả mà sanh về cõi, sanh về cõi tịnh cư. Như vậy đi, chúng ta phải hiểu không có nghĩa là trong cái cõi quả quả quê hấp phá lá không có mặt vị A-la-hàm. Tại sao? Tại sao có mặt? Trường hợp nào có mặt? Dễ hiểu thôi thưa quý vị. Một vị tu được quần tư đà hàm đức thiền và sanh về cõi tứ thiền quảng quả, ở đó vị đó chứng A-la-hàm, thì lúc bây giờ A-la-hàm có mặt ở đó. Còn nói về cái trường hợp ở dưới cõi nhân loại, một vị A-la-hàm mà đắc được ngũ thiền sắc giới thì không sanh về cõi quảng quả mà sanh về cõi tịnh cư, cũng là cõi tứ thiền. Cái chỗ này đây thì thưa quý vị, phải có cái trí nhớ và phải có trí tuệ chúng ta mới hiểu được cái chỗ đó. Nhưng có nhiều học viên đó, khi mà học thắng pháp, học ví dụ pháp, đến mấy cái chỗ người hỏi này là còn lộn xộn, còn hoài nghi lắm thưa quý vị. Và tại vì hàng ngày không có dịp để mà chúng ta suy tư, thì chúng ta không có khéo sắc ý, không khéo suy nghĩ, thì chúng ta cảm thấy nó hơi rắc rối. Không có cái gì rắc rối cả. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái vị A-la-hán. Khi mà chứng được đạo quả A-la-hán thì có hai, một là tứ đạo, hai là tứ quả. Tứ đạo tức là A-la-hán đạo sanh khởi một sát na rồi diệt rồi đến A-la-hán quả.
thì A-la-hán đạo vẫn còn là dĩ tri quyền, nhưng mà đến trí tuệ trong A-la-hán quả thì gọi là cụ tri quyền. Cái chỗ này chúng ta phải nhớ gì? Một vị A-la-hán là tuyệt trừ được năm thượng phật giới xứ, là sắc ái, vô sắc ái, mạng, phóng dật và vô minh. Hay là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng, phóng dật, vô minh. Vị này được gọi là bậc vô sanh, là không còn cái sự tái sanh nữa. Hiện tại là đến nặng sau đời sống này không còn đời sống khác, đó là vị A-la-hán. Thì khi mà chúng ta nói đến ba quyền hay là ba căn ở đây đó, thì tri vị tri quyền, tri diễn tri quyền và tri phụ tri quyền. Thì ở đây chúng ta phải hiểu như thế này nè. Đối với bậc tu đồ quần thì gọi hai cách sơ đạo gọi là tri vị tri quyền, mà sơ quả là tri diễn tri quyền. Còn trí tuệ của bậc Tư Đà Hàm, đạo quả Tư Đà Hàm thì chỉ thì đều gọi là tri dĩ tri quyền hết. Trí tuệ đạo quả của bậc A Na Hàm cũng chỉ gọi là tri dĩ tri quyền thôi. Nhưng mà cái trí tuệ của bậc A La Hán thì có hai, là trí tứ đạo thì gọi là tri dĩ tri quyền, mà trí tứ quả thì gọi là tri cụ tri quyền. Chúng ta nhớ chưa? Đó chỉ có bậc tu đồ quần hai tên gọi hai tên, vị a la hán gọi hai tên, còn vị tư đà hàm a hàm chỉ gọi một tên thôi, dầu cho đạo hay quả cũng đều gọi là tri dĩ tri quyền. Ngày thứ vị bài học cũng chỉ đơn giản thôi, quý vị. Chúng tôi giải thích thêm để cho các phật tử chúng ta ôn bài thôi, chứ mấy cái này quý vị đã học rồi, đã hiểu rồi. Nhưng mà vì ở trong cái bản dịch nó rắc rối quá, ở bản dịch xài từ ngữ như vậy, các phật tử chúng ta đọc vào thì chúng ta không hiểu gì hết. Nhưng mà nếu được điều chỉnh, những quý vị đã từng được nghe đó, đã từng được nghe pháp, thì khi mà đình chỉ rồi thì quý vị thấy rõ ràng không có cái gì khó khăn đâu. Thì bây giờ đó, nếu mà các phật tử chúng ta hiểu được hết đó, thì vậy là tốt rồi. Bây giờ chúng ta nghỉ, đã hết giờ. Chúc quý vị luôn được sự an vui tiến hóa với phần công đức pháp thí này, và hẹn gặp lại quý vị trong thứ bảy tuần sau. Bây giờ xin phu thỉnh tự tổ minh hạnh quan hỷ chúc phúc phước báo cho rừng, rồi sau đó chúng ta qua hương lớp Phật pháp với tất tâm mạng. Nam mô Bổn Thầy nhé. Tosapa mangalang rakhan tosapa de gotasapa buddha nava venasada sati kawan jute bawatosapa mangalang rakhan tosapa de gotasapa dhamma nava venasada sati kawan jute bawatosapa mangalang rakhan tosapa de gotasapa sangha nava venasada sati kawan jute. Tất cả phố an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, ca sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.